Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì tôi đang có mặt tại lễ khai trương đại lý showroom GWM Havan thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ nằm ở đây. Và đây là địa chỉ thứ tư của Havan tại khu vực miền Nam các bạn. Trong sự kiện ngày hôm nay thì tại showroom chúng ta sẽ có trưng bày một mẫu xe đầu tiên của Havan tại Việt Nam, đó chính là chiếc Havan H6 phiên bản Hybrid. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem Havan H6. Havan H6 phiên bản HEV nó sẽ có 5 màu sắc ngoại thất khác nhau. Đây là màu trắng, ngoài ra chúng ta sẽ có một chiếc màu đỏ phía sau lưng tôi nữa. Havan H6 nó sẽ là một chiếc SUV hạng C các bạn. Và SUV hạng C thì nó sẽ cạnh tranh với những đối thủ như là chiếc Mazda CX-5 hay là chiếc Hyundai Tucson. Và Havan H6 nó là chiếc SUV hạng C đầu tiên trong phân khúc được trang bị cái hệ động lực là hệ động lực Hybrid. Rồi, ở đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng một chiếc xe thì chúng ta sẽ cùng xem là cái thiết kế, cái diện mạo bên ngoài nó có cái gì. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gương mặt rất là ấn tượng. Chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng toàn là những cái chi tiết nhỏ như thế này. Và đây là mặt ca lăng dạng sao rơi các bạn. Rồi, ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có hệ thống radar này, của hệ thống hỗ trợ an toàn nè, camera 360 này. Rồi ở phía trên nắp cái mặt lưới tản nhiệt thì còn có thêm một cái chi tiết nó mạ chrome nữa. Hệ thống đèn trên Havan là hệ thống đèn LED Premium Vision. Ở đây hãng ghi là LED Premium Vision. Đây là đèn cốt, đây là đèn pha. Đèn định vị được đặt nhỏ nhỏ ở đây. Và đây cũng chính là hệ thống đèn xi nhan luôn các bạn. Rồi ở phía bên dưới cũng có đèn gầm. Rồi hệ thống cảm biến nè. Nói chung ở phần đầu là chúng ta đã thấy là có rất là nhiều trang bị rồi ha. Rồi nhìn sang phía bên hông thì chúng ta sẽ có một cái bộ mâm 19 inch. Và đi kèm với nó là bộ lớp Goodyear các bạn. Chiếc Havan H6 này nó sẽ được trang bị cái hệ dẫn động là hãng động cầu trước. Rồi tiếp tục ở phía bên hông chúng ta sẽ có một cái thân xe trường dài như thế này. Và có thêm cái đường gân ở trên này, nó sẽ cho chiếc xe nó dày hơn, cơ bắp hơn một tí. Khóa cửa thông minh các bạn. Chúng ta sẽ có hệ thống sẵn, hệ thống chìa khóa cửa thông minh ở đây. Và ở trên gương thì hiện tại ở đây thì tôi thấy có hệ thống cảnh báo điểm mù. Rồi tiếp tục ở phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì các bạn thấy cái dải đèn hậu chạy ngang này. Hiện tại xe bây giờ thì mình thấy là xe nào nó cũng bắt đầu có cái kiểu thiết kế là đèn hậu chạy ngang như thế này. Và cái kiểu thiết kế đèn hậu trên Havan H6 thì nó cũng là những cái tinh thể, nó tạo nên một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng 3D các bạn. Rồi ở sau thì chúng ta sẽ có logo của Havan, rồi H6, rồi HEV là phiên bản Hybrid này. Rồi GWM, Havan là một thương hiệu con của tập đoàn GWM, một trong những cái tập đoàn mô tô rất là lớn tại Trung Quốc. Và ở phía sau thì chúng ta sẽ có hệ thống đá cốp. Đó, xịn sò chưa? Cái khoang hành lý này thì cũng tương đối rộng rãi, bởi vì H6 là một chiếc xe có thể nói là kích thước của nó là gần như là to nhất phân khúc SUV hạng C rồi các bạn. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ không có bánh dự phòng, mà sẽ là những cái bình ắc quy, bộ dụng cụ và thêm một cái bơm điện được trang bị sẵn. Nhìn về ngoại thất sơ sơ thì thấy nó đã có những cái trang bị có thể nói là rất rất là nhiều rồi các bạn ha. Còn bây giờ thì bước vào bên trong nội thất thì chúng ta sẽ xem H6 nó có cái gì. Đây là nội thất của chiếc Havan H6 các bạn. Và cái cảm giác đầu tiên khi mà mình bước vào cái nội thất này đó chính là rất là nhiều màn hình, nó rất là nhiều nút bấm. Rồi ở phía trên này có cửa sổ trời toàn cảnh này. Rồi ở đây là có cần số điện tử các bạn. Rồi ở đây có sạc không dây này. Đó, để vô đây. Trong này chúng ta sẽ có hai cái hộc để cốc. Rồi phanh tay điện tử auto hold. Trong này còn có một cái ngăn chứa đồ khác. Rồi ở dưới đây có một cái hộc chứa đồ khác nữa nè. Đó, ở đây có một cái hộp chứa đồ khác. Cổng sạc 12V, cổng sạc USB. Nói chung là trang thiết bị của một chiếc xe Trung Quốc thì nó rất rất là nhiều các bạn. Trong cái tầm giá của nó hiện tại là giá ưu đãi tầm khoảng đâu đó 840-850 á, thì chiếc xe này có thể nói là nó nhiều option nhất phân khúc rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình là 10.5 inch ở trước mặt hiển thị, và đây là màn hình 12.3 inch. 12.3 inch ở đây thì chúng ta sẽ có điều khiển hết tất tần tật những cái trang thiết bị trong xe. Ví dụ như bấm vào xe thì cái mục biểu tượng icon xe thì chúng ta sẽ điều khiển được đèn nè, chúng ta điều khiển được cái driving này, để chọn chế độ lái này, đó rồi giới hạn tốc độ này nọ. Đây nhưng mà có một cái các bạn sẽ thấy là để cái chế độ lái drive mode ở trong này thì lúc mà mình lái xe mình thao tác nó sẽ hơi bị bất tiện nha các bạn. Đây, drive mode chế độ lái thì có đến
bốn cái chế độ lái khác nhau này. Sport, Snow có chế độ lái trên đường tuyết luôn, Eco, Normal. Rồi riêng một cái độ nặng nhẹ vô lăng nữa, steering nữa đây nữa này. Đó. Rồi, điều khiển ghế luôn này. Làm mát ghế có sẵn luôn. Wow, làm mát hai ghế luôn. Bấm vào cái Intelligent Driving thì có nghĩa là hệ thống ADAS đó các bạn, thì chúng ta thấy là chiếc H6 này không thiếu một cái thứ gì. Cảnh báo va chạm phía trước này. Đó, rồi cảnh báo chệch làn đường. Đây là cảnh báo chệch làn đường. Cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện phía sau, cảnh báo rất là nhiều cảnh báo. Đó, ADAS không thiếu một cái thứ gì hết. Đây còn có hệ thống hỗ trợ đậu xe nữa nè các bạn, hỗ trợ đậu xe nữa. Nói chung trong tầm giá 800 mấy mà chiếc xe này là một chiếc xe nó dường như nó không thiếu một thứ gì. Option có thể nói là nhiều nhất phân khúc rồi. Trên này những phím bấm bật lý thì chúng ta sẽ có là camera quan sát nè. Đấy, camera quan sát, các bạn thấy camera quan sát. Camera quan sát đây thì chất lượng nó cũng vừa phải nữa này, chất lượng chắc 480 quá. Vô lăng của chiếc xe thì nó sẽ được làm là vô lăng dạng tròn, không có một bất kỳ một cái gờ ở đây nào hết để chúng ta có thể cầm. Nó hơi đơn điệu các bạn. Vô lăng cũng khá là to, những cái đường nét gọi là tối giản trong thiết kế của nội thất chiếc xe này. Nút bấm thì cũng rất là nhiều, cái cảm giác bấm vào đây thì cũng ok. Về chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá nó có một cái chất lượng hoàn thiện tốt, không có bất kỳ một cái chi tiết nhựa thừa nào. Ở trên này là nhựa mềm, trên này là nhựa mềm, đây là chi tiết kim loại, có cả đèn nội thất nha các bạn. Đèn nội thất ở đây, rồi đây là toàn bộ khu vực này là da tổng hợp hết, da tổng hợp. Hai ghế phía trước là hai ghế chỉnh điện, ghế da đục lỗ rồi phối thêm một vài những cái chi tiết khác màu. Ghế màu đen và màu trắng sữa. Ở đây bên cạnh hông này sẽ có một cái chi tiết để người sau có thể điều khiển cái ghế này xích lên để tăng thêm cái dung tích để chân. Đó, như thế này. Còn trên tấm bi cửa thì các bạn thấy rồi đó, trên tấm bi cửa chúng ta sẽ có một cái loa ở trên này, một cái màn loa trên này là bằng kim loại này, rồi thêm một cái màn loa dưới này nữa. Đấy, wow, lên xuống một chạm cả bốn kính luôn các bạn. Đó, thì các bạn thấy một chiếc xe Trung Quốc thì đụng vào đâu nó cũng nhiều option, rất là nhiều option. Đây, hàng ghế phía sau của chiếc Havan H6 thì đầu tiên chúng ta vẫn bàn về độ rộng rãi trước, thì chiếc xe này nó rộng nhất phân khúc thì các bạn thấy là cái khoảng để chân rất là rộng luôn. Khoảng để chân như thế này ngồi rất là rộng ha, khoảng đầu cũng gần một gang tay các bạn. Rất là rộng rãi ha, ngồi như thế này thì rất là rộng rồi, nhưng mà tại sao cái ghế này nó lại đứng như vậy các bạn? Mình không thể hiểu được tại sao nó nhà sản xuất họ không làm cái ghế nó có thể ngã ra được một chút xíu. Ngồi như thế này thì rất là đứng nha, ngồi như thế này đứng và đi đường xa là sẽ mệt đó các bạn. Rồi, trên tấm bi cửa nè, nhựa, ở đây có da tổng hợp tiếp, rồi có màn loa, loa nhiều quá, loa quá trời loa luôn. Rồi, một chi tiết ốp nhựa đen, rồi thêm một những cái chi tiết nhựa mạ chrome khác. Bệ tì tay, cái xe này rất là mới ha. Xe này là được Havan H6 thì nó được nhập khẩu từ Thái Lan các bạn. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mình sẽ mở luôn cho các bạn xem. Đó, ở đây chúng ta sẽ có hai cái hộc để cốc đơn giản bình thường. Rồi, trước mặt chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có hai cái cửa gió riêng biệt. Havan H6 có nghĩa là bây giờ giá ưu đãi là khoảng 840-850. Thì với những cái trang bị này có thể nói là trong tầm giá đó nó nhiều nhất phân khúc rồi các bạn. Còn về khả năng vận hành thì thật sự là phải lái thử mới biết được. Nhưng mình nghe nhiều người nói, nhiều người hôm nay tới chốt cọc thì họ rất là thích chiếc xe này. Lái rất là sướng và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Theo nhà sản xuất công bố thì với cái động cơ 1.5 lít hybrid á, thì nó tiết kiệm nhiên liệu chỉ có khoảng đâu đó khoảng 5-6 lít cho 100 cây thôi. Vâng, hiện tại thì các bạn nếu có quan tâm đến những mẫu xe cũ Havan thì các bạn có thể đến trực tiếp showroom để xem. Và đây là showroom thứ tư của Havan tại thành phố Hồ Chí Minh. Và dự kiến sắp tới Havan họ cũng sẽ đưa về mẫu xe cũng rất là hot tiếp theo, đó chính là mẫu Jolion. Jolion thì nó sẽ nhỏ hơn chiếc xe này, có giá thấp hơn. Và chiếc xe đó theo mình thấy thì nó còn có thiết kế còn ấn tượng hơn chiếc xe này rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip lần này và hẹn lại trong clip tiếp theo.